Ủa, cái đám này là mình xịt được hai mấy cử anh? Xịt gần 3 ca hả? À, 3 ca với tôm đó. Xịt được 4 cử. 4 cử mỗi năm đều xấu rồi, nó không ăn thấy năm nay nó im hơn mấy năm rồi nha. Năm ở đây nè, rõ nhất đó. Đều không thấy gì màu là đẹp hơn của ta. Đây là ruộng kế bên. Ruộng này không có xài phân thuốc của bên công ty. Đúng không anh? Bên này là của anh ta đúng không? Của anh ta. Bên này là của mình. Mình xài cử 25 ngày đó mình dứt thằng tôm như 3 ca vô là nó phát lên là cử nó không dám giải bài giải phân. Giải mất dần thuốc lên. À. Giải cử cao á, cử phân cao mất dần thuốc lên. Tốt quá mà. Tốt quá, giờ chợ giải vô bị đô mà cũng phải giải dần thuốc lại. Trăm mấy bao anh vừa rồi đông xuân? Đông xuân được 115 bao đó. Mà mặn giống 504. 504 vậy tính ra là 800. Đông xuân có tấn. Tính tấn tầm lớn tấn. Đó, hả? Tầm nhỏ. Tầm lớn tấn. Tầm lớn là tấn móc mấy. Ờ, chờ ông anh nói coi xin lộn qua đi. Lộn qua cho hai người, hai gỗ hai đó. Lộn qua đấy vợ. Ủa nãy hết là như bao ta? Chút yếm lại đúng không? Đứng lại kỹ nữa. Ở của Đồng Tháp ta. Cha cha. Cha ba. Thấy qua đây 5 ba. À, chưa. Chờ được rồi thấy rồi. 5 ba. Còn cái giá. 5 bao đi. Qua nhẹ hơn. 2.5. 2.5. Fino đổi mới nông nghiệp Việt. Chào tất cả bà con. Hiện tại là em đang ở tỉnh Biên, An Giang. Thì em đang ở ruộng lúa của anh Tiếp. Thì anh Tiếp cũng là năm đầu tiên sử dụng thuốc của bên công ty Fino để xịt cho lúa của mình. Thì các cô chú anh chị nhìn được cái vàng bông này nhé. Nó đồng quẳng còn xanh nha. Nó đồng quẳng còn xanh, đẹp. Thì cái vuông này của ảnh không là 7 công. 7 công đồng điền của mình đó. Thì bữa nay là ảnh cắt. Thì em lên em quay lại cái quá trình cắt của ảnh với câu về vấn đề năng suất. Thì đầu thì ảnh xài cái bộ thuốc của bên đây tôm cá vi sinh 3K xịt ở những giai đoạn âm chèo để nhánh làm đồng chỗ lạc xẹt chỗ điều rồi giai đoạn đỏ đuôi thì các bạn con nhìn thấy cái vàng lá đồng vẫn còn ngon ha, ít trái lá lắm đó. À, thấy không, như cái đám ở bên kia nè, thấy không, mà không thấy không, hai bên nè, bên kia là nó cháy vàng rực hết rồi. À, bên đây vẫn chín như vậy, vẫn cùng ngày tháng vậy là đám lúa này là 102 ngày nha bà con, 102 ngày cũng giống như đám của anh Khôi ở dưới kia. Ủa, cái đám này là mình xịt được hai mấy cử anh? Xịt gần 3 ca hả? À, 3 ca với tôm đó. Xịt được 4 cử. 4 cử ha. Cái vàng bên đây bị trái hết. Nãy nó chút màu chứ mai cỡ mấy giờ tới 3-4 trước yên lắm. Của vàng mình lá đồng vẫn còn xanh hả? Ừ. Hơi cháy. Vàng bông bên đây thường quá thường. Mà dưới mấy chỗ này mới còi phân không có ở trong. Dạ. Đây thấy chuột quá trời chuột ha.
anh xịt ở mấy cái giai đoạn xịt đó, mình xịt giai đoạn nào anh? Thằng ba ca với thằng Tâm là xịt lúc cỡ 25 ngày một lần, giờ đến giai đoạn mà 4 mấy ngày kích động giết một lần ba ca. Hai giai đoạn còn lại là xài tôm không? Hai giai đoạn còn lại xài tôm không? Xài thằng canxi bo không hợp có một lần chỗ điều à. Mấy lần chỗ điều là không có xài tôm, trong trong xuống xài tôm đúng rồi, tại vì cái giai đoạn đó là giai đoạn quyết định. Cái đám lúa của anh Khôi dưới kia đó là học lúa cắn khô cốc cốc luôn. Mỗi năm điều xấu rồi nó còn vẫn thấy năm nay nó êm hơn mấy năm rồi nha. Năm ở đây nè, gò hơn, gò nhất đó. Đây đâu có lúa đâu. Thấy là điều. Không thấy gì màu là đẹp hơn con đá đó. Đây là ruộng kế bên. Ruộng này không có xài phân thuốc của bên công ty. Đúng không anh? Bên này là của anh ta đúng không? Của anh ta. Bên này là của mình. Xài cử 25 ngày đó mình dứt thằng tôm như 3 ca vô là nó phát lên là cử nó không dám giải lại giải băng. Giải mất dần thuốc lên. À. Giải cử cao á, cử phân cao mất dần thuốc lên. Tốt quá mà. Tốt quá, giờ chợ giải vô bị đô mà cũng phải giải một thằng thuốc lại. Ôi này đúng vùng 7 con đồng điền. Ngửi đồng điền. Trăm mấy bao anh vừa rồi đông xuân? Đông xuân được 115 bao đó. Mà mặn giống 504. 504 vậy tính ra là 800. Đông xuân có tấn. Tính tấn tầm lớn tấn, hả? Tầm nhỏ. Tầm lớn tấn. Tầm lớn là tấn móc mấy. Thu này mà lấy chèm chèm tấn là coi như ngon rồi. Trái được 900 kg thì gọi khoảng tấn. 900 kg thì coi như là quá đạt. Nhìn dần bóng sáng rực mà. Đó là ông khu này còn sinh dần. 102 ngày mà nó đồng còn xanh lắm lạnh. Mấy chỗ đó là mấy người ta lúa nó xạ không đều, nó dày quá dày cái cảm như bị cháy đó. Hết dinh dưỡng. Dày quá nó không đủ ăn đấy. Nuôi.
Ôi trong kia mình làm sao mà? Đang nói đó. Bờ đi lỡ bờ này luôn. Trong kia chín màu đẹp hơn đây. Ừ. Xài mấy giai đoạn nhỏ luôn á, xài từ nhỏ tới lớn luôn á, làng lúa nhìn kinh khủng. Cái dạng bên bên quan trọng là ở trong mà nó đẹp như ngoài nè, làm đáng tiền. Ở trong nó cũng vậy. Kết của năm cũng cứng nhắc. Cái này năm công cử gác vào lúa nghe đã ha, gác vào lúa nghe sướng nó dài ha. Hồi nãy hết là như bao ta? Chút đếm lại đúng không? Đếm lại kỹ nữa. Đây là thời khắc quyết định đầu tắng của Tần Công. Không. Nè bên Cao Lãnh nè, ăn gian vậy ông nội của Đồng Tháp ta. Cha cha. 33. Thấy qua đây 53. À, chưa. Rồi được rồi, được rồi, thấy rồi. 53. Con kìa. 53 đi. Qua nhẹ hơn. 52. 52. Hơn mất cái cây lần nữa nè, đủ mới làm nên. Không bỏ hai ông rảnh quá, cái cây ta có ông đỡ nó không dục vô. Thôi được 53. Sớm 2. Không đâu, 24. Của đồng 25 được. 25 dữ lắm trời. Xuống nữa nhẹ. Đợi cái gì nó nặng lắm. Giống này, giống này nó nhẹ 1 kg mà. Này 23 nè. Con này 61.
cãi tôi. 101. Thôi ông nội bữa nay số mấy giờ ông nội? Bao nữa đi. Bao nữa là đủ 5 mã nó mới cộng ra mới nhân được. 5 mã của đồng 62 kg. Con này trên nè. Con này 63.5. 63 nè. 63 62 61. Để vô. Để lại chắc cây lại. 2 kg. Đồng 62. Ở cái dẫn được xô vô coi. Căng thay bao được rồi. Cái chốc nè. Ôi chú có, ông nội ơi. Ôi nhiều cua mới được. Căng đâu? Không nè. Chắc sao rồi đấy. Chỉnh gốc cây lên đây. Mới có đưa chắc cây là tụi bậy rồi đó không? Xéo thì mày cứ đi xéo đi. Rút là hỏi rồi chút. Đăng lên đi, đăng cho mấy này bỏ tù cái này hết. Đại đồng bá mới có nghe, đại gia không có đâu. Cho đủ cây chưa, đủ cây chưa? Đủ bên này à, đủ bên này. Để bốn bao hả? Vậy là tổng mình nhiêu bao anh? 84 bao khúc. Thì tính 84 đi. 84 nhân cho 62 bằng 5208 kg mà mình chia cho 5 con gửi tầm lớn mình. Ra là 946 kg. Một công. Giờ mình bính vô bấm vào tầm điện coi nó bảy công điện coi. Bảy công điện đi, tính bảy công điện thôi, đó tính công gửi. 84 mà mình nhân cho 62 nè, 5002 mà mình chia cho 7.5 là 694, coi như là 700 kg tiền đúng không? Trời ơi, đây là tổng cộng đây là 5 công gửi tầm cắt, là tính theo tầm cắt của nhà nông mình thì công đồng điền là 7 con gửi, thì hiện tại là 84 bao như em tính hồi nãy đó. Nếu mà 5 công tầm cắt đó, nó rơi vào là 950 kg, còn công đồng điền của mình đó và công nhà nước đó là nó 700 kg đó. Đây là số liệu thực tế mà em đi quay được của cái vườn ruộng lúa của anh Tiếp. Thì anh Tiếp đang xài bộ sản phẩm của bên công ty, thì giấc này cũng đã kết thúc năng suất rồi, thì em cũng xin phép đóng ghi déo tại đây. Thì các cô chú các anh chị á, nếu mà có nhu cầu và có tư vấn, cần tư vấn hay là hỗ trợ quản lý gì thì cứ liên hệ vào trang của công ty, sẽ được bên công ty sẽ hỗ trợ. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh rất nhiều. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.